Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Hallelujah! Ngợi khen Chúa của chúng ta. Cảm ơn Chúa, một buổi sáng Chủ nhật thật là tốt lành để chúng ta được đến với nhau để thờ phượng Chúa và nghe lời của Ngài. Lời của Chúa có quyền năng, có sức mạnh để nâng đỡ chúng ta. Lời của Chúa có sự sống của Ngài để khiến cho tâm hồn của chúng ta được no đủ. Và lời của Chúa cũng là linh lương nuôi dưỡng chúng ta và cũng là cái kim chỉ nam để đời sống của chúng ta được đi đúng hướng ở trong ơn phước của Chúa. Cảm ơn Chúa. Buổi sáng nay thì tôi xin được phép chia sẻ về một cái chủ đề, đó là 7 nguyên tắc thành công ở trong tài chánh. Thưa quý bà chị em, ý muốn của Đức Chúa Trời là muốn cho chúng ta được thành công và được phước ở trong tài chánh của chúng ta. Đức Chúa Trời không bao giờ muốn cho chúng ta phải rơi vào trong chỗ khó khăn, túng thiếu hoặc là nợ nần. Bởi vì Chúa có lý do của Ngài. Thứ nhất, đó là danh của Chúa sẽ không được vinh hiển nếu chúng ta sống một cuộc sống khó khăn và thiếu thốn. Hoặc là thậm chí chúng ta rơi vào trong nợ nần. Thì danh của Chúa trước hết sẽ bị sỉ nhục trên đời sống của chúng ta. Thứ hai, đó là chúng ta sẽ không được phước và chúng ta sẽ rất là mệt mỏi khi chúng ta phải sống ở trong cái sự thiếu thốn. Giống như là khi chúng ta linh ký mà chúng ta phải bận cái áo chật hoặc là bận cái bộ quần áo nó khá là chật chội thì chúng ta sẽ cảm thấy nó rất là khó chịu, đúng không ạ? Thì cũng vậy quý mài chị em, đôi khi chúng ta phải bận cái áo chật của chúng ta trong tài chánh của mình bởi vì chúng ta không có đủ cái điều kiện hoặc là khả năng để chúng ta trang trải cuộc sống. Chúa muốn chúng ta được thay đổi để chúng ta có thể sống vừa khích với cái nhu cầu của chúng ta mỗi ngày. Và chúng ta có thể cảm thấy rằng là Chúa thật là tốt lành trên đời sống của chúng ta. Tôi đã gặp những con người họ gặp khó khăn, thiếu thốn hoặc là nợ nần. Thì những con người đó thật sự mà nói rất là mệt mỏi quý bà chị em. Lái xe lái không nổi quý vị, nói chuyện nói không nổi. Bởi vì sao vậy? Bởi vì tiền nó cứ chạy ở trong đầu của họ. Và Chúa là muốn giải cứu tất cả chúng ta ra khỏi tất cả những gánh nặng đó quý bà chị em. Bởi vì nếu một người đang ở trong nợ nần, đang ở trong sự khó khăn về tài chánh như vậy, thì người đó đang ở dưới cái ắt điều khiển của ma môn. Đúng không ạ? Ma môn mà nó đòi lãi, nó đòi tiền lời đó quý vị. Làm sao quý vị có thể ngồi yên ở trong hội thánh của Chúa để mà thờ phượng Chúa được? Điện thoại nó réo, nó kêu suốt ngày. Thì làm sao quý vị có thể đi phục vụ Chúa bình an được quý mà anh chị em? Cho nên Chúa là muốn chúng ta được phước ở trong tài chánh và được giải nợ. Amen. Cảm ơn Chúa, trong những ngày vừa qua thì Chúa ngài cảm động lòng của tôi để chia sẻ những cái sứ điệp về tài chánh. Và có rất là nhiều người đã được phước và được khích lệ qua lời của Chúa. Bởi vì tôi biết một điều hiện nay á, rằng là trong các hội thánh và ngay cả những mục sư cũng rất là ngại giảng về cái chủ đề tài chánh này. Nó lớn quá, nó ồn. Tại vì có một số quan điểm cho rằng là Đức Chúa Trời ngài muốn cho con cái Chúa phải sống ở trong sự khó khăn, túng quẫn hoặc là thiếu thốn. Hoặc là thậm chí là khi nợ nần đó thì chúng ta cũng phải ngợi khen Chúa, chúng ta phải biết ơn Chúa và mình ôm gánh nặng đó, ôm cái nợ đó và mình sống một đời sống vinh hiển danh của Chúa. Tôi thấy điều này không đúng với mà chàng. Nó có một gì đó nó rất là nghịch nhĩ. Mà cụ thể là trong những đời sống của những mục sư giảng những điều đó đó quý vị. Có người thì đi xe Fortuner. Có người thì đi chiếc Mercedes nè. Nhà thì gắn máy lạnh rất là nhiều. Sống một đời sống dư dật nhưng mà lại giảng là giảng mình phải sống thiếu thốn. Quý vị thấy ngộ không ạ? Nếu mục sư đó, ổng đi xe đạp, ổng đến hội thánh của Chúa, ổng giảng rằng là chúng ta theo Chúa chúng ta phải khổ sở ha, chúng ta phải chịu cực khổ. Giống như tôi nè, tôi đi xe đạp ở đây nè, thậm chí tôi đi bộ đến đây tôi giảng lời Chúa, tôi sẵn sàng tôi ngồi đó từ sáng đến chiều để tôi nghe mục sư đó giảng. Nhưng nếu mục sư đó mà đi xe trên 1 tỷ, bằng áo quần rất là lịch sự, rất là sang trọng, mà giảng chúng ta phải sống nghèo khó, thiếu thốn như vậy mới đẹp ý Chúa, tôi xin lỗi nha mục sư, đừng có đi cái xe đó nữa, thì dân sự mới nghe lời mục sư. Đúng không ạ? Ở đây tôi không có nói về một cái tin lành thịnh vượng. Bởi vì tin lành thịnh vượng á, tôi cầu hỏi Chúa tại sao cái tin lành thịnh vượng bị người ta chống đối như vậy. Thì Chúa nói với tôi rằng là bởi vì cớ người ta lạm dụng Chúa ở trong cái tin lành thịnh vượng đó. Người ta không hiểu rằng là để được thịnh vượng ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời đó, nó có điều kiện và nó có cái những nguyên tắc của nó.
Chứ không phải rằng là tôi cứ đi nhóm trung tín, tôi thờ phượng Chúa, rồi tôi cứ sống sao sống. Tôi cứ phạm tội rồi tôi không muốn dâng hiến cho Chúa, tôi muốn sống như thế nào cũng được thịnh vượng. Như vậy không đúng với mà chị em. Chúa muốn cho chúng ta được thịnh vượng theo như những nguyên tắc ở trong lời của Chúa. Và buổi sáng nay tôi xin được phép chia sẻ về 7 nguyên tắc này, để chúng ta có thể nhìn biết rằng là Chúa muốn chúng ta được sống một đời sống thay đổi, từ vinh hiển cho đến vinh hiển. Trước hết thì chúng ta thấy rằng là lời của Chúa nói rằng là Đức Chúa Trời là Đấng có quyền ban chúng ta sự giàu có hoặc là sự vinh hiển. Sự ký nhất đoạn 29 câu số 12 chép rằng là hoặc sự giàu có hoặc sự vinh quang đều do Chúa mà đến, và Chúa quản trị trên muôn vật, quyền năng và thế lực ở nơi tay Chúa. Tay Chúa khiến cho được tôn trọng và ban sức mạnh cho mọi người. Quý vị thấy không, khi một người đẹp lòng Chúa thì Ngài sẽ ban thưởng cho người đó cái sự giàu có, cái sự thịnh vượng, sức mạnh và cái sự sung túc. Châm ngôn đoạn 22 câu 4 chép rằng là phần thưởng của sự khiêm nhường và sự kính sợ Đức Giê-hô-va ấy là sự giàu có, sự tôn trọng và mạng sống. Vậy thì sự giàu có hay là thịnh vượng đó là cái phần thưởng. Nó không phải là cái điều chính yếu ở trong tin lành của Chúa. Bởi vì cái điều chính yếu trong tin lành của Chúa đó là sự cứu rỗi linh hồn của chúng ta. Chúng ta tin Chúa để chúng ta được tha tội và linh hồn của chúng ta được cứu rỗi ở trong thiên đàng. Nhưng mà về cái cuộc sống thuộc thể của chúng ta tạm bợ trên đất này, thì cái phần thưởng mà Chúa ban cho khi chúng ta sống khiêm nhường và kính sợ Chúa đó là chúng ta sẽ có sự giàu có. Ba điều như quý vị nghe, sự giàu có, sự tôn trọng và mạng sống. Có người có giàu có lắm nhưng mà không có sự tôn trọng. Đi đâu người ta cũng coi thường, người ta không muốn nói chuyện hết. Đó không phải là cái sự phước hạnh của Chúa, đúng không ạ? Rồi có người thì có sự tôn trọng nhưng mà lại không có mạng sống, tức là không có sống lâu được, không có số hưởng được. Vừa mới giàu lên một cái là đi đứt luôn. Như vậy thì phần thưởng của sự khiêm nhường và kính sợ Đức Giê-hô-va có ba điều. Nó đi chung với nhau, đó là giàu có và sự tôn trọng cùng mạng sống. Và khi quý vị chúng ta được phước đó quý vị, chúng ta sẽ được ba điều này. Quý vị giàu có nhưng mà người ta tôn trọng quý vị. Và không những tôn trọng quý vị nhưng mà quý vị cũng có thời gian lâu dài trên đất này để mà tận hưởng phước hạnh đó. Amen. Bệnh tật nó sẽ không đến với quý vị khi mà quý vị ở trong cái phước hạnh của Chúa. Cảm ơn Chúa. Rồi trong Thi Thiên đoạn 35 câu 27 chép rằng là Ngài vui lòng ban sự thịnh vượng cho đầy tớ của Ngài. Ở trong bản dịch năm 2010 thì chép rằng là Ngài vui lòng ban cái sự thịnh vượng cho những người phục vụ Chúa, những tôi tớ của Chúa. Wow, quý vị thấy Chúa của chúng ta tốt lành không? Chúa không phải là một đấng keo kiệt, bủn xỉn giống như cái người đầy tớ gian ác ở trong Ma-thi-ơ đoạn 25 đó, nói rằng là ôi tôi biết Chúa là một người rất là nghiêm nhặt, gặt trong chỗ mình không gieo, lượm lặt trong chỗ mình không rải ra. Đó là cái người không hiểu tấm lòng của Chúa. Nhưng người hiểu tấm lòng của Chúa là người biết rằng là khi tôi phục vụ Chúa một cách vui lòng thì Ngài cũng sẽ vui lòng ban sự thịnh vượng cho đời sống của tôi. Bởi vì Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng tốt lành. Trước hết chúng ta thấy rằng là trong Cựu Ước có những nhân vật gọi là tổ phụ đức tin, họ theo Chúa lúc ban đầu có thể là với đôi bàn tay trắng. Nhưng mà họ càng theo Chúa thì họ càng được phước và rất là giàu có. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 13 câu số 2 chép rằng là vả Abraham rất giàu có súc vật vàng và bạc. Wow, quý vị thấy không ạ? Khi Abraham đi theo Chúa thì bắt đầu Chúa ban phước cho. Cái bầy chiên, bầy bò, bầy súc vật mà ông dẫn theo lúc ban đầu quý vị, bắt đầu nó có phép lạ xảy ra. Ồ, bắt đầu nó sinh sôi nảy nở ra, đúng không ạ? Và khi mà súc vật mà nó sinh sôi nảy nở ra như vậy đó quý vị, tiền nó vào. Và khi mà tiền vào thì có nhiều tôi tớ, có nhiều của cải. Rồi trong Sáng Thế Ký đoạn số 30 câu 43 chép rằng là vậy người trở nên rất giàu, có nhiều bầy súc vật, tôi trai tớ gái, lạc đà và lừa. Wow, quý vị thấy không ạ? Abraham tổ phụ của chúng ta rất là giàu có. Nếu nói rằng là sự giàu có khiến cho người ta yếu đuối hoặc là lui xa khỏi Chúa thì có lẽ Đức Chúa Trời Ngài sẽ không bao giờ ban phước cho Abraham giàu có như vậy. Ngày hôm nay có thể chúng ta thấy ở trong xã hội của chúng ta có rất là nhiều người họ khi mà lúc còn nghèo quý vị, họ rất là tốt, họ rất là tốt bụng đúng không ạ? Nhưng mà khi mà bắt đầu giàu lên rồi thì thay đổi. Hoặc là chúng ta nhìn vào trong xã hội chúng ta thấy rằng là wow, muốn giàu đó thì người ta phải sống lương lẹo giả dối, người ta phải thăm làm chỗ này rồi mới móc cái chỗ kia thì mới giàu có, hoặc là làm những cái công việc bất chính.
Thì chúng ta cứ nghĩ rằng là ồ, như vậy là chỉ có mấy cái người bất chính người ta mới giàu thôi. Thôi bây giờ tôi cứ sống liêm chính là tôi cứ nghèo như vậy. Quý vị ơi, tôi tin rằng là lời của Đức Chúa Trời đó có quyền năng để thay đổi chúng ta, mà chúng ta không cần phải lương lẹo hoặc là chúng ta phải gian xảo giống như người thế gian. Chúng ta cần phải dời cái cặp mắt của chúng ta rời khỏi những cái gương xấu đó để chúng ta có thể nhìn vào trong lời của Chúa, rằng là nếu tôi sống công chính ngay thẳng đẹp lòng Chúa thì tôi vẫn có thể được phước giống như là những người ở ngoài thế gian, mà không cần phải lương lẹo hoặc là mánh mún xảo trá. Amen không quý mà chị em? Chúa có quyền, Chúa có quyền hết quý mà chị em. Quan trọng là tấm lòng của chúng ta như thế nào với Chúa này. Tôi đọc Kinh Thánh và tôi thấy rằng là dân Israel khi mà họ đi trong đồng vắng núi vậy 40 năm họ ngã chết ở trong sự nghèo thiếu đó. Nhưng mà khi mà Chúa đem họ vào trong xứ hứa giàu có đường sữa và mật thì họ cũng ngã chết ở trong đó bởi vì cớ họ vô tín. Như vậy thì không phải là sự giàu có thay đổi con người chúng ta, nhưng mà bởi vì cớ tấm lòng này, đúng không ạ? Ở trong đồng vắng hay là trong xứ hứa thì họ cũng vô tín, họ cũng lâm băm, họ cũng thờ cúng hình tượng, họ cũng làm không đẹp lòng Chúa. Như vậy thì sự giàu có nó không có lỗi, nhưng mà có lỗi đó là nằm ở trong tấm lòng của chúng ta. Cho nên khi con cái Chúa chúng ta hiểu điều này thì chúng ta thấy rằng là ô, cảm ơn Chúa. Như vậy thì con cần phải sống theo lời của Chúa và thay đổi tấm lòng của con để con được đẹp lòng Chúa. Amen không quý bà chị em? Như vậy thì khi mà chúng ta đến hội thánh của Chúa mà chúng ta thấy người ta thối lui đi thì chúng ta không đổ lỗi rằng là bởi vì cớ ma môn lôi kéo người ta đi, nhưng mà có thể lắm họ đang gặp khó khăn thiếu thốn, họ đang vật lộn với cái cuộc sống của họ, họ đang nghèo thiếu nợ nần, mà bởi vì cớ họ nghĩ rằng là ô, tôi như vậy là tôi có tội cho nên là tôi mới bị rủa xả. Quý mà chị em ơi, cái điều mà người ta ngày hôm nay con cái Chúa không nhận biết đó là Chúa ngài muốn cho chúng ta được phước ở trong cái công việc của mình. Và khi chúng ta được phước đó quý vị, chúng ta ngồi đó, ngồi yên đó, chúng ta thờ phượng Chúa mà không phải lo lắng gì hết. Amen. Có những người họ thành công giàu có ở trong đời sống này rồi họ lui đi. Nhưng mà cũng có những người họ thất bại trong công ăn việc làm của họ, họ thất bại trong tài chánh, họ cũng lui đi nữa. Vậy thì chúng ta phải có một sự quân bình để chúng ta thấy rằng là theo Chúa chúng ta sẽ được phước ở trong tài chánh của chúng ta. Và khi được phước rồi, chúng ta phải luôn luôn yêu mến Chúa và kính sợ Chúa, trung tín cho đến cuối cùng, đúng không ạ? Bởi vì Chúa có quyền ban cho và Chúa cũng có quyền để cất đi, đúng không ạ? Cho nên chúng ta cần phải hiểu rằng là Chúa là đấng ban cho chúng ta mọi phước hạnh và chúng ta cần phải trung thành với Chúa. Rồi đó là Abraham. Rồi chúng ta thấy được Joseph á, khi mà ở trong nhà của Potiphar là người Ai-cập, thì Joseph cũng được phước. Sách Ký đoạn 39 câu 2 chép rằng là Joseph ở trong nhà chủ mình là người Ai-cập được Đức Giê-hô-va phù hộ nên thành lợi luôn. Quý vị thấy không ? Khi một người được Chúa cái phù hộ thì người đó sẽ có một cái đời sống thịnh vượng. Thịnh vượng cho mình mà cũng thịnh vượng luôn cho cả người khác nữa. Cảm ơn Chúa. Như vậy thì chúng thấy rằng là tất cả những tổ phụ đức tin của chúng ta, từ Abraham, Isaac, Jacob rồi cho đến Joseph, tất cả bọn họ đều là những người thành công, giàu có, thịnh vượng bậc nhất. Ngày hôm nay người ta nói rằng là ôi, trong Chúa mà mình cần gì vàng bạc của cải mục sư. Nhưng quý vị biết rằng là khi mà Đức Chúa Trời ngài dựng nên con người chúng ta, ngài đặt Adam và Eva vào trong cảnh vườn Eden, thì trong cái cảnh vườn đó có một cái con sông chảy ra, và con sông đó nó tẻ thành bốn ngã, đúng không ạ? Ngã thứ nhất tên là Bishon. Cái ngã đó nó chảy ngang qua xứ Havila là nơi có vàng, và vàng xứ đó là vàng cao, vàng cao cấp, vàng ròng. Như vậy thì Chúa ngài muốn cho Adam và Eva có một sự giàu có ngay từ trong vườn Eden. Chúa không dựng nên con người chúng ta với sự thiếu thốn, đúng không ạ? Nhưng mà bởi vì cớ tấm lòng con người chúng ta không ngay thẳng, con người của chúng ta có sự gian ác tội lỗi, cho nên chúng ta không thể sống ở trong cái sự giàu có đó được. Mà khi mà một con người được tẩy sạch ra khỏi lòng tham lam, quý vị, được tẩy sạch khỏi tội lỗi, người đó sẽ là ứng cử viên số 1, ứng cử viên sáng giá cho sự thành công thịnh vượng của Chúa. Rồi nguyên tắc đầu tiên để chúng ta được phước của Chúa, chúng ta hãy chuẩn bị thắt dây an toàn vào. Chúng ta sẽ đi qua 7 nguyên tắc này, được không quý mài chị em? Tôi đang giảng lời Chúa cho những đại gia, cho những triệu phú tương lai sau này. Bởi vì chính bản thân tôi cũng đã đi từ chỗ phá sản cho đến ngày hôm nay. Mười mấy năm về trước, có những khi tôi không có tiền để mà ăn uống đầy đủ với mà chị em.
ốm, đúng rồi, thiếu nợ đấy, mà ốm nhách, cái khuôn mặt nó ốm gầy, nhìn y như là Nguyễn Ái Quốc vậy đó. Nhưng mà cảm ơn Chúa, cho đến mười mấy năm sau, cho đến bây giờ, Chúa ban phước cho tôi. Và tôi đã đi từ cái chỗ phá sản, bây giờ được no đủ. Cho nên những cái điều này là nó rút ra từ trong cái kinh nghiệm cá nhân của tôi. Và tôi muốn chia sẻ cho quý vị để quý vị được phước. Cảm ơn Chúa. Bởi vì một tiếng phán từ thiên đàng có thể giải phóng được cuộc đời đau khổ của chúng ta. Nguyên tắc đầu tiên để chúng ta được thịnh vượng ở trong tài chánh của chúng ta, đó là chúng ta cần phải suy gẫm lời của Chúa. Ở trong Giô-suê đoạn 1 câu 8 chép rằng là quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Như vậy thì nguyên tắc đầu tiên, trước hết để chúng ta được thành công ngay từ trên cái ghế ngồi của nhà thờ chúng ta, đó là chúng ta cần phải là người yêu mến và suy gẫm lời Chúa, đọc lời của Chúa mỗi ngày và làm theo lời của Chúa. Quý vị sẽ được phước, quý vị sẽ được thành vượng. Lời của Chúa có quyền năng để đem đến sự biến đổi từ trong tấm lòng cho đến cuộc sống của chúng ta. Lời của Chúa sẽ thay đổi suy nghĩ, tư duy của chúng ta từ nghèo thiếu trở nên thịnh vượng. Và các nhà tài chính ngày hôm nay họ phân tích rằng là giữa người nghèo và người giàu nó có cái tư duy khác nhau. Cái tư duy của người nghèo và tư duy của người giàu khác nhau hoàn toàn. Cho nên nếu giả sử đem một cái ông tỷ phú để mà làm việc chung với một cái người công nhân bình thường ở trong cái xưởng, họ không thể nào làm việc chung với nhau một cách rơ được. Cái người nghèo không thể có cái tầm nhìn giống như cái người giàu được. Tại sao vậy? Không phải họ không có kỹ năng. Giả sử hai người có cùng một cái bằng đại học, nhưng mà cái tâm trí nó bị giới hạn, quý mài che. Và chỉ có lời của Chúa mới thay đổi cái tâm trí, thay đổi cái tầm nhìn của chúng ta. Và những người được Chúa thay đổi cái tầm nhìn, họ sẽ có thể nhìn thấy được cái chỗ nào là cái chỗ có cá, cái chỗ nào là cái chỗ có phước của Chúa. Khi mà Phi-rơ cùng với các đồng bạn của mình làm việc cả đêm mà không bắt được con cá nào hết, Chúa Giê-xu nói bây giờ ngươi hãy ra chỗ sâu đó, chèo ra ngày sâu đó, thả lưới ở bên hữu thuyền, chắc chắn sẽ có cá. Lời của Chúa phán, Phi-rơ thay đổi tâm trí. Và Phi-rơ cho dẫu rằng nguyên một đêm hôm qua mất ăn mất ngủ vì cớ mình không có cái gì hết, bây giờ vẫn ráng để mà chèo ra ngoài sâu đó và làm theo đúng lời của Chúa. Quý mài che mời, phước hạnh của Chúa đến vô kệ. Bắt được một cái thuyền đầy cá như vậy. Người ta ước tính rằng là sau cái thương vụ đó thì Phi-rơ và các sứ đồ đã lời được khoảng 100 triệu đồng Việt Nam. Chỉ cần một đêm thôi, lời của Chúa phán một phát là trúng được 100 triệu. Tại vì sao? Theo như cái tính toán của ngư phủ Việt Nam mình á, nếu mà một cái thuyền mà trúng bình thường đó là được 50 triệu rồi. Nhưng mà nếu mà thuyền mà nó đầy mà gấp đôi bình thường á là 100 triệu. Đúng không ạ? Nó gần chìm luôn mà. Cho nên chúng ta thấy rằng là lời của Chúa chỉ cần phán và chúng ta làm theo. Chúng ta ôm ấp lời của Chúa, chúng ta làm theo lời của Chúa, chắc chắn chúng ta sẽ được phước. Ở trong Thi Thiên đoạn 112 câu số 1 cho đến câu 3 chép rằng là Hallelujah, phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, rất ưa thích điều răn Ngài. Con cháu người sẽ cường thành trên đất, dòng dõi người ngay thẳng sẽ được phước. Của cải và giàu có đều ở trong nhà người và sự công bình người còn đến đời đời. Cảm ơn Chúa, lời của Chúa nói rằng là người nào kính sợ Chúa nè, rất ưa thích điều răn của Chúa, thì con cháu người đó, dòng dõi người đó sẽ được cường thành ở trên đất này. Rồi trong nhà của người đó đó, của cải và giàu có cũng ở trong đó luôn. Quý vị thấy không mà lạ không? Wow, tuyệt vời quá. Tôi cũng đang nhìn thấy cái viễn cảnh đó. Quý vị có nhìn thấy những điều tôi đang nhìn thấy trong tâm trí của tôi không? Ở trong lời của Chúa không? Không thiếu gì hết quý mài chè. Nhưng quý vị cần phải sống một đời sống chân thật, trung tín và đẹp lòng Chúa. Phục truyền đoạn 4 câu 6 chép rằng là vậy các ngươi phải giữ, làm theo các mạng lệnh và luật lệ này, vì ấy là sự khôn ngoan và sự thông sáng của các ngươi trước mặt các dân tộc. Họ nghe nói về các luật lệ này và sẽ nói rằng dân này là một dân khôn ngoan và thông sáng không hai. Chúa nghe nói rằng là cần phải giữ làm theo lời của Chúa nha. Các con phải giữ làm theo lời của Chúa. Bởi vì sau này đó, những lời đó sẽ trở thành cái sự khôn ngoan và thông sáng của các con.
Mà người ta sẽ nói rằng là dân Israel, dân Do Thái là một dân có một không hai. Dân này là dân khôn ngoan bậc nhất thế giới. Bởi vì cơ họ nuôi giữ lời của Chúa trong lòng của họ. Lời của Chúa cũng dạy cho chúng ta rằng là chúng ta cần phải biết cách khôn ngoan để quản trị tiền bạc. Bởi vì tiền bạc cũng là ân tứ, là ta lân mà Chúa ban chúng ta. Người Do Thái họ dạy con thế này. Để quản lý tiền bạc khôn ngoan thì cha mẹ người Do Thái sẽ sử dụng 5 cái chiếc lọ. Và mỗi chiếc lọ cẩn thận được dán với 5 cái tên. Đó là thứ nhất, đó là chi tiêu hàng ngày. Thứ hai, đó là từ thiện. Thứ ba, đó là tiết kiệm. Thứ tư, đó là dân hiến. Và thứ tư, đó là đầu tư. Và thứ năm, đó là nộp 1/10. Và khi mà người cha mẹ đưa cho con của mình 10 đồng shekel, tức là shekel nó tức là tiền của Israel đó, thì đứa trẻ đó sẽ được dạy bỏ vào trong mỗi một cái lọ, một đồng vào trong lọ từ thiện nè, tức là ban phát giúp đỡ, một đồng vào trong cái lọ tiết kiệm và một đồng khác vào trong lọ dân hiến 1/10 cho Chúa, rồi bỏ 2 đồng vào trong cái lọ đầu tư phát triển tương lai và 5 đồng còn lại để mà chi tiêu hàng ngày. Wow, quý vị thấy người Do Thái họ dạy con khôn không quý vị? Ăn chỉ 5 đồng thôi, nhưng mà phải nhớ dâng hiến cho Đức Chúa Trời 1 đồng. Thí dụ được 10 đồng thì bỏ vào trong đó 1 đồng. Luôn luôn phải có sự dâng hiến. Rồi sau đó 1 đồng để tiết kiệm cho tương lai, 1 đồng để làm từ thiện và ban phát, và 2 đồng để mà đầu tư. Và ngày hôm nay các hệ thống ngân hàng ở trên thế giới đều có sự kết nối đối với ngân hàng của Israel. Những tỷ phú đô la ở trên thế giới ngày hôm nay đa phần đều có xuất thân từ người Do Thái. Bill Gates cũng là một người có gia đình bên ngoại là người Do Thái. Rồi những tỷ phú đô la ở trên thế giới ngày hôm nay họ đều được ảnh hưởng bởi sự dạy dỗ của người Do Thái, quý ông bà chị em. Cho nên chúng ta thấy rằng là lời của Chúa khiến cho chúng ta được thay đổi và dòng dõi con cháu của chúng ta cũng được thay đổi. Người Việt của chúng ta thì có 10 đồng thì đôi khi mình ăn hết 10 đồng đúng không quý vị? Thậm chí là ăn luôn cả 12 đồng luôn. Nợ 2 đồng mặc kệ tương lai như thế nào không cần biết. Nhưng mà đối với người Do Thái, người yêu mến lời của Chúa thì cần phải có sự tích lũy, cần phải có sự dâng hiến, cần phải làm theo lời của Chúa đối với tài chánh của mình. Lời của Chúa sẽ thiết lập những nguyên tắc nền tảng trong đời sống của chúng ta. Và khi chúng ta có lời của Chúa thì chúng ta sẽ biết phải sử dụng tài chánh như thế nào cho đúng đắn. Có một người chị em nói với tôi rằng, mục sư ơi, trước đây em không bao giờ em nghĩ đến cái việc đọc lời của Chúa ở trong Cựu Ước hết. Em chỉ đọc Tân Ước thôi. Bây giờ thì em bị vỡ nợ. Và thế là em đọc Kinh Thánh Cựu Ước và em thấy rằng là ô, trước giờ mình bỏ qua Cựu Ước. Mà trong Cựu Ước là chứa đựng rất là nhiều những nguyên tắc để thành công và được phước ở trong tài chánh. Tôi hỏi, ủa em làm cái gì? Dạ em cho vay. Cho vay nặng lãi. Mà lời của Chúa nói rằng là mình không được phép cho vay. Đúng không ạ? Cho vay lấy lời, nhưng mà lấy lời chính đáng thôi, đừng có lấy lời quá phép. Em không biết. Mục sư ơi, cuộc đời của vợ chồng em từ lúc làm cái công việc đó đi lên vun vụt. Mỗi ngày đều là những ngày rất là ấm áp, đẹp trời. Nhưng mà đến một ngày đẹp trời thì em mở mắt ra, em thấy cái chân của em đạp phải cái bom. Em mắc nợ 50 tỷ. Và bây giờ thì em chỉ cần nhúc nhích một phát thôi là bom nó sẽ nổ. Bây giờ ơi, mục sư ơi, bây giờ em phải làm sao đây? Tôi nói rằng là em cứ đi nghiêng ở đó. Ở trong quân đội đó thì nó có pháo binh đúng không? Nó có tất cả những cái binh chủng khác nhau đúng không? Nhưng mà cái binh chủng đó mà gỡ bom á là công binh. Đó, chỉ có công binh mới gỡ bom được thôi. Rồi bây giờ tôi đóng vai là một người gỡ bom, tôi sẽ gỡ cho em cứ vui lòng đứng yên ở đó. Em mà nhúc nhích là tôi và em sẽ cùng nhau nổ banh xác. Giang hồ nó sẽ đến nó đòi nợ.
Nhưng mà khi chúng ta trở lại với lời của Chúa đó quý vị, lời của Chúa sẽ đem đến sự giải phóng, giải thoát cho chúng ta. Tôi cầu nguyện cho em này xong thì cả hai vợ chồng em đều được giải phóng hết quý bà chị em. Chúa thăm viếng, Chúa đụng chạm. Khi mà hai vợ chồng cùng tan vỡ kêu khóc trước mặt Chúa thì Chúa bắt đầu, Chúa ban cho sự bình an qua lời của Chúa. Và cái nỗi lo lắng sợ hãi, áp lực đó, nó giảm đi khi mà họ đến gần với Chúa và được cầu nguyện. Trước khi được cầu nguyện thì rất là lo, lo lắm, lúc nào cũng nói về tiền, nói về nợ nần, và khuôn mặt thì áp lực vô cùng. Nhưng mà sau khi cầu nguyện xong thì em này nói với tôi rằng, mục sư, em cảm nhận cái 50 tỷ bây giờ nó chỉ còn có 5 tỷ thôi. Tôi về tôi kể lại cho vợ tôi nghe, em ơi, anh vừa mới gặp một gia đình nợ 50 tỷ như vậy. Vợ tôi cũng hoảng hồn mà nói, ô sao mà anh có duyên với mấy người có nợ quá. Tưởng rằng là mình đi đâu mình đem tiền về, tài chánh về, chứ ai về đâu mình đem cái cục nợ về. Tôi nói rằng không đâu em ơi, đây là cái chương trình của Chúa. Chúa dùng mình để mà giải nợ cho họ, giúp đỡ cho họ trong cái sự khó khăn này. Khi mà thành công cho họ đó thì Chúa sẽ nâng cấp mình lên để giải quyết cho những cái người mà có cái nợ còn nhiều hơn. Và tôi đi một vòng, tôi quan sát, và Chúa đặt để trong lòng của tôi rằng là ngày hôm nay có rất là nhiều con cái Chúa đang bị nợ nhưng mà họ không dám nói ra. Từ Bắc cho đến miền Trung cho đến miền Nam quý vị, tổng cái số tiền mà những con cái Chúa ở khắp nơi họ nợ những người khác đó có thể lên tới 10.000 tỷ đồng. Quý vị thấy khủng khiếp không? Tức là 500 triệu đô la. Bây giờ giả sử chính phủ Mỹ mà gửi 500 triệu đô la về Việt Nam để giải quyết cho những con cái Chúa tất tần tật từ A đến Z là phải 500 triệu đô la. Đó là cái sự gọi là quy ước, gọi là cái ước lượng của tôi thôi. Chứ thực tế thì cái số lượng nó còn nhiều hơn đó quý vị. Cứ người trăm tỷ, người vài trăm tỷ như vậy đó. Thậm chí có người cả ngàn tỷ nữa. Và họ đang ngồi trên cái đống bom như vậy đó, chờ có người đến để gỡ bom cho họ. Rồi Chúa nói với tôi rằng là nếu mà con thành công trong những cái việc này đó thì sau này ta sẽ sử dụng con để mà giúp đỡ cho những quan chức chính phủ họ đang bị vỡ nợ. Có những người họ lo lắm quý vị, họ nợ cái hàng ngàn tỷ, họ không dám nói với ai hết, tại vì nói là bị bắt trọng đúc vào lò liền. Họ xoay sở không biết làm sao để mà mình có thể mình giải quyết được món nợ đó. Họ vẫn đi làm mỗi ngày bình thường, đi xe hơi, xe hộp, xe xịn, nhưng mà bên trong họ một gánh nặng rất là lớn. Chúa tỏ với tôi rằng nếu hội thánh của Chúa có những người có cái ơn giúp đỡ về tài chánh, cố vấn cho họ, họ sẽ thay đổi đất nước này. Chúa bày tỏ với tôi rất là nhiều về tài chánh trong những ngày vừa qua. Đất nước của chúng ta không được phước là bởi vì cớ có những con người họ u mê. Nhiều khi á quý vị, cái dự án đó nó là cái dự án ảo, nhưng mà mấy ổng cứ đút tiền của đó hàng ngàn tỷ đồng ở trong đó, trong khi đó cái thằng kia nó lụm được mấy ngàn tỷ nó bay mất tiêu. Thế là mấy ổng há mỏ đây. Y như là một cái xã hội thu nhỏ vậy đó quý vị. Và có những người họ tham lam quý vị, họ tham lam, họ đầu tư quá chừng tiền trong đó. Đến khi mà gặp tụi lừa đảo hoặc là cái công việc thất bại thì bắt đầu trở thành những con nợ. Nợ nần nó có thể có nhiều lý do. Nhưng mà tôi thấy rằng là con cái Chúa ngày hôm nay bị nợ đa phần là bị lừa đảo. Bị lừa đảo rất là nhiều. Nhất là sau dịch Covid vừa rồi, có những người họ gian ác. Họ không chết, nhưng họ vượt qua được cái dịch Covid đó. Họ mất hết tài sản của họ. Thế là họ ôm hận và họ tìm cách để gỡ gạc lại những gì họ đã bị mất. Họ lừa lại những người khác để lấy lại cái số tiền mà họ đã bị mất ở trong dịch Covid vừa rồi đó. Và con cái Chúa rất là nhiều người họ bị mắc lừa ở trong những cái bẫy như vậy. Cho nên sứ điệp về tài chánh nó rất là quan trọng quý mà cho em sau cái thời kỳ hậu Covid này. Sức khỏe mình đã có rồi, bây giờ vấn đề tài chánh mới là vấn đề mà thế giới ngày hôm nay cũng đang đau đầu. Việt Nam của chúng ta chỉ là một con số nhỏ thôi quý vị. Cái lượng lừa đảo ở khắp nơi trên thế giới ngày hôm nay rất là nhiều. Từ bên Mỹ cho đến châu Âu cho đến châu Úc, lừa đảo nhiều lắm quý bà chị em. Bởi vì cơ người ta bị thất thoát rất là nhiều tiền sau đại dịch vừa rồi. Cho nên lời của Chúa muốn cho chúng ta có được sự phước hạnh ở trong cái thời kỳ suy thoái này. Nghe có vẻ nghịch nhỉ, ôi chú,
kinh tế đang sa sút như vậy mà bây giờ mục sư Tuấn giảng về cái sự thành công thịnh vượng. Không, tôi không có muốn nói những cái gì đó nó nghịch nhĩ với quý vị. Nhưng mà tôi muốn cho quý vị biết rằng là Chúa Ngài có thể làm chúng ta được no lòng giữa nơi khô hạn lớn. Ê-sai đoạn 58 câu số 11 chắc rằng là Đức Giê-hô-va sẽ cứu dắt đưa ngươi và làm cho ngươi được no lòng giữa nơi khô hạn lớn. Ngài làm cho cứng mạnh các xương ngươi và ngươi sẽ như vườn năng tưới, như nước suối chẳng hề khô vậy. Kinh tế thế giới có thể sa sút và suy thoái, nhưng mà mỗi đời sống của chúng ta cần phải giống như là những cái cây nó phát triển và xanh tươi bên cạnh dòng nước chảy là lời của Chúa. Nguyên tắc thứ hai để chúng ta được có sự phước hạnh ở trong tài chánh của chúng ta đó là chúng ta cần phải lao động siêng năng. Phaolô đã nói thế này ở trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhì đoạn 3 câu 10 cho đến câu 12 rằng: khi chúng tôi ở cùng anh em cũng đã ra bảo cho anh em rằng nếu ai không cứng làm việc thì cũng không nên ăn nữa. Và chúng tôi nghe trong anh em có kẻ ăn ở bậy bạ, chẳng hề làm lụng, chở trong những sự vô ích thôi. Chúng tôi nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ bảo và khuyên những kẻ đó phải yên lặng mà làm việc, hầu cho ăn bánh của mình làm ra. Như vậy thì trong vòng hội thánh đầu tiên đã có những người họ có lẽ họ nghe cái tin lành thịnh vượng đó, họ cho rằng là mình không cần phải làm gì hết, mình cứ cầu nguyện Chúa sẽ ban phước cho mình, giờ mình làm biếng ở không cũng có người đem đồ ăn thức uống đó cho mình. Nhưng mà quý vị ơi, sứ đồ Phaolô nói rằng là điều đó không đúng. Ai muốn ăn thì cần phải làm lụng, phải có sự siêng năng, phải có cái công việc nghề nghiệp ổn định rõ ràng. Khi mà Đức Chúa Trời Ngài tạo dựng nên Adam và Ngài đặt ông vào trong vườn Eden, thì có phải rằng là Adam tận hưởng cái vườn Eden đó và không cần phải làm việc gì không quý mà chị em? Ông phải làm gì ạ? À, ông phải trồng và giữ vườn đúng không ạ? Ông phải đặt tên cho những cái con thú. Mà chúng ta biết rằng là ngày hôm nay thú vật rất là nhiều đúng không ạ? Cả hàng tỷ con ở trong cái vườn đó. Từ cái con chim trên trời cho đến cái con vật đó trên mặt đất, rồi thậm chí cái con cá, cái con mà ở dưới mặt nước nữa, ông phải đặt tên cho từng cái con đó. Vất vả lắm đó quý mài chứ em. Chứ không phải rằng là mình ở trong vườn Eden là mình suốt ngày chỉ đọc báo hoặc là lướt web đâu, hoặc uống cà phê đâu. Nhưng mà phải làm việc. Nhưng mà làm việc trong sự ban phước của Chúa, chứ phải làm việc ở trong sự lao khổ. Cho nên là con cái Chúa chúng ta biết rằng là chúng ta cần phải siêng năng mà chớ làm biếng, phải có lòng sốt sắng, phải hầu vì Chúa. Roma đoạn 12 câu số 11. Và trong ngôn đoạn 22 câu 29 chép rằng là: con có thấy người nào siêng năng trong công việc mình chăng? Người ấy hẳn sẽ đứng ở trước mặt các vua, chớ chẳng phải ở trước mặt người hèn hạ đâu. Đây là lời của vua Salomon đã nói cho những con cái của Chúa, rằng chúng ta cần phải siêng năng. Và ai mà siêng năng trong công việc của mình thì người đó sẽ có một cái tương lai tươi sáng. Người đó sẽ có một cái viễn cảnh rất là phước hạnh, thành công và thịnh vượng. Và chúng ta thấy được có Joseph là một ví dụ điển hình cho cái điều này. Joseph khi mà bị bán qua Ai Cập thì Joseph rất là siêng năng đúng không ạ? Ông vào trong nhà của Phô-ti-pha thì ông làm rất là siêng năng. Từ một cái người nô lệ ở trong nhà, ông bắt đầu được cất nhắc lên trở thành một quản gia đúng không ạ? Và từ quản gia đó rồi Joseph bị bà vợ vu khống rằng là mình cưỡng hiếp bà ấy, rồi sau đó bị quăng vào trong tù. Nhưng mà bị quăng vào trong tù như vậy thì Joseph vẫn cứ siêng năng làm việc ở trong tù đó, và Joseph trở thành một người quản tù ở trong tù. Quý vị thấy rằng là một người có một cái đời sống siêng năng như Joseph thì luôn luôn được phước. Chúa Ngài thích ở cùng với những con người như vậy quý mài chị em. Cho nên là thanh niên trai tráng còn sức khỏe, tôi khích lệ những anh chị em chúng ta cần phải đi học, chúng ta cần phải trang bị cho mình một chút vốn liếng cuộc sống hoặc là vốn liếng nghề nghiệp để chúng ta có thể siêng năng ở trong cái công việc kiếm tiền của chúng ta. Còn nếu mà thanh niên mà không có nghề ngỗng gì hết thì xin chia buồn, mục sư cầu nguyện cũng không thể thay đổi được quý mài chị em, đúng không ạ? Chúng ta cần phải có cần câu của mình. Chúa có thể cho một con cá, nhưng mà Chúa không cho cá hoài đâu quý vị. Tốt nhất là Chúa sẽ cho chúng ta một cái cần câu, để qua cần câu đó chúng ta sẽ có cá thường xuyên. Trong ngôn 21 câu số 5 chép rằng là: các ý tưởng của người cần mẫn dẫn đến sự dư dật, còn những kẻ khờ dại chỉ chạy đến điều thiếu thốn. Như vậy thì người siêng năng cần mẫn thì ý tưởng của họ luôn luôn là muốn được dư dật, có nhiều hơn.
Điều này khác với lại cái người mà họ tham lam. Người tham lam đó quý vị, họ làm là làm ngày làm đêm, thậm chí làm luôn cả chủ nhật, bỏ nhóm không có đi nhóm thờ phượng Chúa. Đó không phải là cái sự cần mẫn dư dật mà lời của Chúa nói quý mà anh chị em. Lời của Chúa muốn chúng ta làm việc trong vòng 6 ngày, nhưng mà trong ngày thứ 7 thì chúng ta nghỉ ngơi và thờ phượng Chúa. Và sự giàu có thật của Chúa là cho chúng ta có được cái sự nghỉ ngơi. Chúng ta không phải gọi là lao khổ, chúng ta làm việc vất vả, rồi chúng ta quên ngày, quên giờ, rồi chúng ta quên luôn cả sự thờ phượng Chúa. Nguyên tắc thứ ba đó là sự khôn ngoan. Nguyên tắc thứ ba đó là sự khôn ngoan. Châm ngôn đoạn 4 câu 7 cho đến câu 9 chép rằng là sự khôn ngoan là điều cần nhất. Vậy khá cầu lấy sự khôn ngoan, hãy dùng hết của con đã được mà mua sự thông sáng. Hãy tôn tặng sự khôn ngoan thì sự khôn ngoan sẽ thăng con lên, làm cho con được vinh hiển khi con hoài niệm đến. Sự khôn ngoan sẽ đổ trên đầu con một dây hoa mỹ và ban cho con một mão triều thiên vinh quang. Châm ngôn đoạn 3 câu 13 cho đến 18 chép rằng là người nào tìm đặng sự khôn ngoan và được sự thông sáng có phước thay. Vì thà được nó hơn là được tiền bạc, hoa lợi nó sanh ra tốt hơn vàng ròng, sự khôn ngoan quý báu hơn châu ngọc, chẳng một bảo vật nào con ưa thích mà sánh kịp nó được. Tay hữu nó cầm sự trường thọ, còn trong tay tả có sự giàu có và vinh hiển. Các nẻo nó vốn là nẻo khoái lạc và các lối nó cả đời bình an. Nó là cây sự sống cho ai nắm lấy nó, người nào cầm giữ nó đều được phước hạnh. Chúa nói rằng là cái sự khôn ngoan là điều cần nhất. Và ngày hôm nay thế giới vẫn đánh giá cao những con người có đầu óc khôn ngoan. Nhất là trong lĩnh vực tài chính, thì chúng ta thấy rằng là ngân hàng ngày hôm nay họ rất là khôn ngoan ở trong việc cho vay hoặc là cho mượn. Khi mà ở trong cái hoàn cảnh là khó khăn thiếu thốn thì ngân hàng ngày hôm nay không còn bung ra nhiều tiền để mà cho vay như trước đây một cách ồ ạt nữa. Bây giờ anh vay 20 triệu nhưng mà anh vay để làm cái gì? Tôi thấy rằng là cái dự án đó của anh nó không khả thi nha. Anh mượn 20 triệu đó nhưng mà anh không có khả năng trả là tôi không có cho mượn đâu. Như vậy thì cái sự khôn ngoan tức là có thể nhìn thấy được cái sự kết thúc của cái việc đó ngay từ lúc khởi đầu. Một người khôn ngoan là người có thể nhìn thấy được cái sự kết thúc ngay từ lúc khởi đầu quý mà chứ. Nếu giả sử chúng ta làm cái công việc gì đó mà chúng ta nhìn thấy được cái kết thúc của nó thành công, chúng ta sẽ làm. Nếu nó thất bại hoặc là nó không có khả thi, chúng ta sẽ không làm. Và làm thế nào để chúng ta có thể nhìn trước được tương lai của mình quý mà chị em? Chỉ có Chúa ngài ban chúng ta sự khôn ngoan đến từ nơi ngài. Khi mà chúng ta bước chân ra khỏi xã hội này, chúng ta làm ăn với người thế gian đó quý vị. Người thế gian nó gian như thế. Tôi không nói rằng tất cả mọi người thế gian ở ngoài kia đều là gian hết. Nhưng mà cái lượng người gian nó nhiều lắm quý mà chị em. Thậm chí nha quý vị nghe. Lúc ban đầu á, cái người đó làm việc với mình, họ rất là chân thật. Họ là người lương thiện, nhưng bởi vì cớ họ thấy mình cứ càng ngáo á quý vị, họ bắt đầu họ nổi lòng tham lên. Ồ, cái thằng này nói cái gì nó cũng tin hết, khù khờ quá, bắt đầu nó lừa gạt người ta. Đây là cái điều ngoài kia rất là nhiều quý mà chứ em. Lúc ban đầu họ rất là tốt, nhưng bởi vì cớ chúng ta thiếu khôn ngoan, cho nên mình trở thành một cái người bị lợi dụng và trở thành nạn nhân. Để chúng ta có được sự khôn ngoan của Chúa, chúng ta cần phải cầu nguyện với Chúa. Không có cách nào để chúng ta có được sự khôn ngoan đến từ nơi Chúa nếu chúng ta không có sự cầu nguyện. Và sự kính sợ Chúa là khởi đầu của sự khôn ngoan, và sự nhìn biết đấng thánh đó là sự thông sáng. Châm ngôn đoạn 9 câu 10. Châm ngôn đoạn 3 câu 5 cho đến câu 7 chép rằng là hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Chớ khôn ngoan theo mắt mình, hãy kính sợ Đức Giê-hô-va và lìa khỏi sự ác. Vậy thì Chúa ngài khích lệ chúng ta rằng đừng có khôn ngoan theo cái đầu này, đúng không ạ? Nhưng mà hãy khôn ngoan theo cái nhìn của Chúa bằng cách kính sợ Chúa. Có rất là nhiều người họ có bằng cấp, họ học xong đại học về tài chính, rồi thậm chí họ có bằng thạc sĩ rồi lẫn tiến sĩ nữa, nhưng mà họ vẫn bị lừa gạt về tài chính. Như vậy thì cái sự khôn ngoan nó không phải là liên quan đến cái sự hiểu biết của xác thịt, nhưng mà nó liên quan đến cái sự soi sáng và sự mặc khải ở trong lòng của mình. Có những khi con cái Chúa né được những cái vụ lừa đảo hàng nghìn tỷ.
Người ta nói, ồ sao mà anh chị khôn thế? Thì chúng ta có thể trả lời rằng là, à không phải là chúng tôi khôn đâu, nhưng mà là bởi Đức Thánh Linh cho chúng tôi biết được cái điều đó là cái điều nó không ngay thẳng. Cái điều đó là cái chỗ, cái bẫy. Vậy thì khi chúng ta có Chúa, chúng ta sẽ có sự khôn ngoan qua việc lắng nghe tiếng của Chúa. Chúng ta xem có lòng chúng ta bình an không? Chúng ta xem có liệu rằng chúng ta có nên đầu tư không? Liệu rằng chúng ta có nên dấn thân vào trong cái công việc đó hay không? Nếu chúng ta cảm nhận có sự bình an của Chúa, nếu lời của Chúa ủng hộ chúng ta, và những người xung quanh của chúng ta là những người tin kính Chúa, họ ủng hộ chúng ta, khích lệ chúng ta, thì chúng ta nên bước tới. Rồi nguyên tắc thứ tư, đó là chúng ta cần phải tìm kiếm nước Đức Chúa Trời trước hết. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 6, câu 31 cho đến 33 chép rằng là, ấy vậy các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng, chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì. Vì mọi điều đó các dân ngoài vẫn thường tìm, và cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi. Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Cảm ơn Chúa. Vậy thì khi chúng ta lo lắng ăn gì, uống gì, mặc gì, điều đó nó là điều chính đáng. Ai trên thế gian này, ai trên đời này cũng phải lo lắng những việc đó hết. Những người không có Chúa họ vẫn phải lo ăn gì, uống gì, mặc gì mỗi ngày. Nhưng mà chúng ta là người có Chúa thì chúng ta cần phải tìm kiếm Chúa trước hết, quý bà chị. Tại vì đối với một người, cái điều quan trọng không phải là cái điều tìm kiếm, nhưng mà cái điều quan trọng đó là cái điều tìm kiếm trước nhất. Cái gì mà chúng ta tìm kiếm trước nhất, nó luôn luôn là cái điều quan trọng nhất với chúng ta. Đúng không ạ? Trong một gia đình, khi mà hai vợ chồng yêu thương nhau, thì cái người đầu tiên mà chúng ta luôn nghĩ đến đó là vợ, là chồng của chúng ta, đúng không ạ? À, chúng ta sẽ chào nhau, chúng ta sẽ nói chuyện với nhau, pha cà phê cho nhau, cùng nhau đi ăn sáng. À, đó là cái trước nhất của chúng ta trong mối quan hệ. Rồi trong niềm tin của chúng ta với Chúa, thì khi chúng ta gặp nan đề hoặc là chúng ta đối diện với công việc nào đó, chúng ta luôn luôn nghĩ đến Chúa. Chúng ta phải luôn luôn cầu nguyện với Chúa trước khi chúng ta giao dịch, trước khi chúng ta làm ăn, trước khi chúng ta ký hợp đồng, hoặc là trước khi chúng ta chọn cái người nào đó để chúng ta làm việc với họ. Chúa phải là trước hết, quý bà chị em. Chứ Chúa không nên là đấng cuối cùng để giải quyết những nan đề của chúng ta. Có những khi tôi thấy Chúa tội nghiệp đó quý vị. Tôi dùng cái từ tội nghiệp nó cũng không chính xác lắm, nhưng mà tôi thấy thật sự thương Chúa lắm. Tức là nhiều khi mình cứ cắm đầu cắm cổ mới làm việc. Làm việc xong rồi thất bại rồi thua lỗ gì đó là Chúa đi sau để mà Chúa quét rác cho mình. Chúa dọn rác cho mình. Đi đâu làm cũng thất bại hết. Chúa ơi sao Chúa ban phước cho con nhớ lúc bắt đầu con cũng cầu nguyện với Chúa mà. Không, cái cầu nguyện đó nó không đúng với mày cho em. Tức là sao? Mình ép Chúa vào trong cái thế đã rồi, chứ mình không có trao đổi với Chúa. Chúa ơi con có nên không? Con có tiếp tục hay không? Nhiều khi mình chỉ đưa lên cho Chúa, rồi Chúa duyệt hay không duyệt đó là chuyện của Chúa. Bây giờ mình cứ làm. Quý mà cha em ơi, thất bại là bởi vì cái chỗ đó. Chúa phải là trước hết. Tiếng nói của Chúa phải là tiếng nói quyết định trên đời sống của chúng ta. Amen. Giả sử bây giờ người ta nói với tôi rằng, mục sư ơi, bây giờ có công việc này ổn định lắm, một tháng kiếm được 100 triệu. Mục sư chỉ cần ở nhà thôi, chỉ cần điện thoại rồi alo là có người sẽ làm tất thay cho mục sư. Tôi hỏi việc gì? Bảo kê mục sư. Bảo kê nhà hàng, khách sạn, karaoke, quán bar. Mục sư đâu cần ra mặt đâu. Đàn em của em lo hết từ A đến Z. Quý vị thấy sướng không? Ngồi ở nhà bấm điện thoại không mà tháng được 100 triệu. Nhưng mà trước mặt Chúa thì cái điều đó nên hay không nên, quý mà anh chị em? Tôi không cần phải hỏi Chúa, tôi biết rằng là đó không nên rồi. Làm sao mà Chúa có thể ban phước cho một người bảo kê hoặc là một cái người đâm thuê chém mướn được, đúng không? Cho nên Chúa phải là trước hết. Amen. Bất cứ cái công việc gì mà nó tựa như điều ác và nó nghịch lại với lời của Chúa, nó xâm phạm đến sức khỏe, tài sản hoặc là quyền lợi của người khác, thì chúng ta nên say no, tức là chúng ta không nên làm. Amen. Và có một điều mà tôi nói quý vị, những ai mà đã từng cho vay nặng lãi hoặc là siết nhà, siết cửa, hoặc là chúng ta, tức là chúng ta là những người đòi nợ đó, số phận của những người đó sau này rất là khó khăn và túng thiếu ở trong tài chánh. Tôi đã gặp nhiều trường hợp như vậy. Và cho dù tin Chúa sau này kêu cầu với Chúa,
thì có một cái khoảng thời gian mà Chúa cho phép cái người đó phải nếm trải những cay đắng, là bởi vì cơ Chúa Ngài rất là công bình. Tại vì trước đây có nhiều người khó khăn, nhưng mà người đó vẫn cố gắng để mà lấy đi. Thì bây giờ người đó phải khó khăn lại để nếm trải cái cay đắng đó quý mà cha. Cho nên Chúa thương, Chúa ban cho sức để chịu đựng được cái hoàn cảnh đó. Sống một thời gian thì mới ra khỏi. Cho nên chúng ta gieo cái gì gặt cái đó. Gieo cái gì gặt cái đó. Cho nên nếu mà giả sử tôi được kêu gọi vào trong một cái công việc như vậy, tôi sẽ không bao giờ. Tại vì sao? Bởi vì cái công việc đó nó gây ra đau khổ cho nhiều cuộc đời và nhiều gia đình. Mà tôi gieo cái gì thì tôi sẽ gặt cái đó. Cho nên chúng ta tuyệt đối không nên, không nên bất chấp. Amen. Có thể giàu nhưng mà đừng có giàu bất chấp nha quý vị nha. Phải làm cái gì đó đúng theo lương tâm của mình. Và đừng bao giờ chúng ta bán rẻ lương tâm của chúng ta để làm những công việc gian ác. Điều thứ năm đó là chúng ta cần phải sự phục vụ. Chúng ta phải có sự phục vụ tốt nhất. Chúa Giê-xu là đấng phục vụ. Ngài đến thế gian này để tìm cách để phục vụ con người chúng ta. Theo như Ma-thi-ơ đoạn 20 câu 28 chép rằng là con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, xong để hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Ngày hôm nay có rất là nhiều cái sản phẩm tốt và có nhiều công ty thành công ở trên thế giới. Và họ trở thành những người triệu phú, những người thịnh vượng là bởi vì họ có cái sự phục vụ tốt nhất. Lúc ban đầu đó, cái ý tưởng của họ là muốn phục vụ cho cộng đồng, cho nhân loại. Cho nên họ đã sản sinh ra những cái sản phẩm. Tôi ví dụ như là Google. Lúc ban đầu chỉ có hai sinh viên người Mỹ cùng nhau để mà đưa ra ý tưởng mình phải phục vụ cho cái nhu cầu tìm kiếm trang web hoặc là tìm kiếm thông tin ở trên Internet. Và họ đưa ra một cái ý tưởng phục vụ cho cộng đồng như vậy. Thì bây giờ thì Google trở thành một cái công ty viễn thông rất là lớn. Và hai người thanh niên lúc ban đầu đó khởi nghiệp đó, bây giờ họ trở thành những tỷ phú. Rồi chúng ta thấy được cái dịch vụ Grab ngày hôm nay, tức là dịch vụ xe công nghệ đó quý vị. Nó cũng xuất phát từ ý tưởng phục vụ nữa đúng không? Tôi thấy có nhiều người họ không có xe, cho nên bây giờ muốn đưa cái cô này ra cái kia. Bây giờ thì tại sao tôi không viết ra một cái phần mềm để đặt xe? Ví dụ cô này cần có xe ôm đúng không? Rồi bây giờ cổ chia nhà tải cái app đó về và nhấn nút tìm kiếm, nhập cái địa chỉ vào và bây giờ tôi muốn đi ra kia. Thì cô ấy có thể gặp được cái dịch vụ xe công nghệ của tôi. Đó cũng là một ý tưởng phục vụ đúng không ạ? Như vậy thì để chúng ta được thịnh vượng, được giàu có ở trong cuộc sống của chúng ta rất là cần có những ý tưởng để chúng ta có thể đưa ra cái sự phục vụ tốt nhất cho những người xung quanh của chúng ta. Và khi chúng ta phục vụ họ với những cái điều tốt nhất, thì chính chúng ta cũng sẽ được phước và chúng ta được thịnh vượng. Giả sử nếu quý vị có một cái tiệm phở, mà xung quanh quý vị cũng có những tiệm phở khác. Bây giờ quý vị phải làm sao để cho cái chỗ tiệm phở quý vị nó phải là cái chỗ đầu tiên mà người ta nghĩ đến và người ta muốn đến. Cái cách phục vụ đúng không ạ? Mình phục vụ mà gọi là nhiệt tâm, phục vụ có tâm đó quý vị, rồi chu đáo với khách hàng, vệ sinh sạch sẽ, người ta sẽ tìm đến quý vị. Còn nếu mà phục vụ mà không tốt thì người ta sẽ chọn qua bên kia hoặc là chỗ khác để mà có cái chỗ tốt hơn. Cho nên sự phục vụ nó cần phải xuất phát từ trong tấm lòng của một người tin kính Chúa. Chúng ta thấy rằng là Joseph khi ông đi đâu ông cũng phục vụ hết đúng không ạ? Ông làm việc, ông phục vụ. Và phục vụ là phục vụ tốt nhất. Phải trở thành cái người phục vụ tốt nhất ở trong cái chỗ phục vụ của mình. Thì mình mới thành công, được giàu có và được nổi tiếng. Amen. Rồi, nguyên tắc thứ 6 đó là chúng ta cần phải có những ý tưởng mới. Phải có sự sức giàu của Chúa Thánh Linh để chúng ta có những ý tưởng tươi mới. Ở trong Văn Nhất đoạn số 2 câu 27 chép rằng là về phần các con, sự sức giàu đã chịu từ nơi Chúa vẫn còn trong mình, thì không cần ai dạy cho hết. Song vì sức giàu của Ngài dạy các con đủ mọi việc, mà sự ấy là thật, không phải dối, thì hãy ở trong Ngài theo như sự dạy dỗ mà các con đã nhận. Vậy thì khi chúng ta có sức giàu của Chúa, chúng ta sẽ có những ý tưởng mới. Có những ý tưởng mới. Chúa sẽ dạy dỗ chúng ta trong đủ mọi việc. Ở đây Mạch Văn đang nói về đức tin và những cái điều liên quan đến đời sống thuộc linh. Nhưng mà tôi nhìn vào trong câu thánh này và tôi thiết nghĩ rằng là cái sự sức giàu của Chúa dạy dỗ chúng ta đủ mọi việc đó quý vị, nó cũng có thể liên quan đến cái tài chánh của chúng ta, công việc của chúng ta. Nhiều người ngày hôm nay họ không phải là họ không có công việc. Không phải là không có công việc, nhưng mà là họ không có ý tưởng. Không có ý tưởng quý bà chị em.
hoặc là làm cái công việc ở trong công ty nhưng mà không có ý tưởng mới, không có sự sáng tạo, cho nên là công việc không thể được phước và không thể được trơn tru được. Chỉ còn có ý tưởng thôi quý vị sẽ thành công. Ở Việt Nam thì có vẻ hơi khó, nhưng mà ở những quốc gia tư bản phát triển đó, như là Mỹ hoặc là châu Âu đó, quý vị chỉ cần có ý tưởng và ý tưởng đó có thể khả thi thì chính phủ sẵn sàng để bỏ ra số tiền rất là lớn, thậm chí hàng chục tỷ để mà ủng hộ và giúp cho chúng ta khởi nghiệp. Như hai thanh niên Mỹ mà tôi nói thành lập ra công ty Google, quý vị, họ phải vay mượn chính phủ rồi vay mượn một số, thì khi mà từ ý tưởng như vậy họ thành công và họ trở thành những đại gia. Cảm ơn Chúa, không gì là không thể với Chúa cả. Amen không, những đại gia tương lai. Có thể không có nhiều thanh niên ở trong hội thánh này, nhưng quý vị có thể chia sẻ lại cho các con, các cháu của mình, nếu chúng nó đang ở trong cái tuổi thanh niên, tụi nó chưa có biết phải làm sao để công việc tài chánh của mình được phát triển. Quý vị có thể dùng những lời này để khích lệ con cháu của mình. Bởi vì chỉ cần có một ý tưởng thôi quý vị, và chúng ta làm được cái điều đó, chắc chắn chúng ta sẽ trỗi sáng và thành công. Joseph đã sống và được thành công bởi vì ý tưởng mà Chúa ban cho ông. Khi mà ông nhìn thấy cái chiêm bao đó, thì Joseph đã nói rằng là chắc chắn sẽ có 7 năm thất mùa và 7 năm được mùa. 7 năm được mùa đến trước, sau đó thì sẽ đến 7 năm đôi kém. Như vậy chúng ta phải làm sao để giải quyết điều này? Ông bắt đầu ông có ý tưởng rằng là mình phải tích trữ trong 7 năm được mùa để mà có thể sống được trong 7 năm thất mùa. Đó là ý tưởng đúng không ạ? Trong hội thánh của chúng ta cần có ý tưởng không? Bây giờ giả sử tín đồ họ đang gặp khó khăn về tài chánh, chúng ta phải có ý tưởng để chúng ta giúp đỡ cho họ chứ đúng không ạ? Rồi khi mà mọi người đang gặp cái sự lung lay trong đức tin của họ, chúng ta cũng cần có ý tưởng để chúng ta thăm viếng, khích lệ họ và chia sẻ cho họ, hoặc là có lời của Chúa để đáp ứng cho cái nhu cầu đức tin của họ. Vậy thì điều này đúng ở trong hội thánh lẫn ở trong xã hội của chúng ta. Và nguyên tắc thứ bảy cuối cùng để chúng ta được thành công ở trong tài chánh của chúng ta, đó là chúng ta cần phải sống ban cho. Châm ngôn đoạn 11 câu 24 chép rằng là có người rải của mình ra lại càng thêm nhiều lên, cũng có người chắc lót quá bực nhưng chỉ được sự thiếu thốn. Vậy thì khi chúng ta sống sởi lởi thì trời sẽ ban cho. Người đời thế gian á, người ta cũng có những cái câu nói nó giống lời của Chúa của chúng ta. Sởi lởi trời cho, mà ki bo thì trời lấy. Như vậy thì khi chúng ta sởi lởi, tức là chúng ta ban cho dư dật đó quý vị, chúng ta sẽ có được nhiều hơn. Đối với người ở trong thế gian này không biết lời của Chúa đó, thì họ nghĩ rằng là khi mà chúng ta ban cho thì cái bóp của họ nó vơi đi, đúng không ạ? Thậm chí con cái Chúa cũng vậy nữa, khi mà nghe giảng về sự dâng hiến hoặc là sự ban cho đó, thì tâm trí của chúng ta nói rằng là ủa, tôi cho thì tôi mất đi chứ làm sao mà tôi có được nhiều hơn. Chừng nào ai cho tôi đó thì tôi mới được phước chứ. Chứ còn bây giờ tôi ban cho người ta, tôi thấy bóp tiền của tôi nó vơi đi nè. Nhưng mà quý ông bà chị em ơi, vương quốc của Đức Chúa Trời có những cái nguyên tắc nó hoạt động nó khác với nguyên tắc ở trong đời này. Nguyên tắc của Đức Chúa Trời thì gieo ra, ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh. Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng rất là công bình, quý ông bà chị em. Ngài quan sát, Ngài dõi theo đời sống của chúng ta. Và Chúa sẽ là đấng công bình để báo trả lại cho những gì chúng ta làm trên đất này. Chúng ta giúp cho người khác thì chúng ta sẽ được Chúa giúp lại. Phước cho người hay thương xót vì sẽ được thương xót. Chúng ta sống ban cho thì sẽ có người khác sẽ giúp đỡ chúng ta ngược lại sau này. Amen. Có thể chúng ta không ban cho về tài chánh, nhưng mà chúng ta hãy ban cho thời gian, sức khỏe, hoặc là cái sự khôn ngoan của chúng ta để giúp đỡ cho người khác. Đó cũng là một dạng ban cho. Sáng thế ký đoạn 26 câu 12 cho đến 13 chép rằng là Isaac gieo hột giống trong xứ đó, năm ấy gặt được bội trăm phần, vì Đức Giê-hô-va đã ban phước cho người nên thành vượng, của cải càng ngày càng thêm, cho đến đổi người trở nên rất lớn. Quý vị thấy không, đang khi mà khó khăn, đang khi mà hạn hán đói kém, thì Isaac là gieo hột giống.
và Chúa ban phước cho cái hạt giống của Joseph, của Isaac thì nó gấp trăm lần hơn quý mà cho em. Gieo một gặt được 100. Đang khi đó kém như vậy đó, Isaac đã rải giống ra, gieo ra và sau đó Chúa ban phước cho. Điều này hình bóng cho đời sống tâm linh của chúng ta. Nếu chúng ta muốn được phước ở trong những lúc mà khó khăn đói kém, chúng ta hãy là một người ban phát và gieo ra. Nhưng mà chúng ta cần phải khôn ngoan để cầu nguyện: Chúa ơi, ai là người, ai là mảnh đất tốt mà con cần phải gieo vào? Con không thể nào gieo cho những cái công ty tài chính ảo, hoặc là gieo cho những cái người mà buôn bán đa cấp. Gieo vô đó là mất. Vừa rồi tôi gặp hai nạn nhân của đa cấp. Một người thì nợ 30 tỷ, một người thì nợ 50 tỷ, tổng cộng là gần 100 tỷ. Nói tại đa cấp hết đó mục sư ơi. Tôi nói xin chia buồn với tụi em. Nhưng mà đây cũng là một bài học đắt giá cho những con cái Chúa. Chúng ta muốn được thành công giàu có theo kiểu nhanh chóng đó, mà mình không có dự án, không có chiến lược, không có cái sự đầu tư đúng đắn, mình không tìm hiểu nhiều cái thông tin của nó, mình trở thành nạn nhân. Cho nên chúng ta cần phải là một người sống khôn ngoan, phải biết được cái chỗ nào mình nên đầu tư, cái chỗ nào mình nên ban cho, cái chỗ nào mình nên gieo vào. Amen. Yeah. Chúa nói rằng là ai thương xót kẻ nghèo, tức là cho Đức Giê-hô-va vay mượn. Quá tuyệt vời, không quý mà cho em. Mình cho Chúa vay, Chúa trả lại bao nhiêu? Yeah. Vô số kể luôn. Chúa cho là gấp trăm lần, giống như Isaac vậy đó quý mà cho em. Xin Chúa ban phước cho chúng ta để chúng ta có một đời sống thành công, thịnh vượng. Lời của Chúa nói rằng là hãy cho, người sẽ cho mình, họ sẽ lấy đấu lớn, nhận lắc cho đầy tràn mà nộp trong lòng các ngươi, vì các ngươi lường mực nào thì họ cũng lường lại cho các ngươi mực ấy. Luca đoạn 6:38. Cái hành động là lắc cho đầy tràn đó quý vị, nó giống như là một cái sự muốn nhận thêm, đúng không ạ? Khi mà ngày xưa chúng ta đông lúa đó, chúng ta đổ lúa vào, nhưng mà nếu chưa lắc thì nó vẫn còn nhiều lắm ở dưới, đúng không? Cho nên lắc đi, xong nó vung xuống thì chúng ta đổ thêm nữa thì nó sẽ nhiều hơn. Đối với Chúa cũng vậy quý vị, Chúa đổ vào nhưng mà Chúa còn muốn chúng ta lắc để cho nó xuống chút, để Chúa đổ vô thêm nhiều hơn nữa. Cảm ơn Chúa, xin Chúa ngày cho chúng ta có được dư dật ở trong những ngày tới. Khi chúng ta sống theo những nguyên tắc này, chúng ta chắc chắn sẽ được phước. Amen. Nguyện Chúa ban phước cho tất cả chúng ta và cứu chúng ta ra khỏi tất cả những sự khó khăn, những cái hoang nàng ở trong tài chánh của chúng ta trong những ngày tới. Xin mời chúng ta cùng nhau đứng dậy và tôi xin phép cầu nguyện. Lạy Chúa dấu chúng con, Chúa cảm ơn Ngài bởi vì lời của Chúa buổi sáng nay nhắc nhở mọi người chúng con rằng chính Chúa là đấng ban phước cho chúng con ở trong tài chánh, Chúa ơi. Ngoài Chúa ra chúng con chẳng có phước gì hết, Chúa ơi. Lạy Chúa, trong thế gian này có rất là nhiều sự cám dỗ, có rất là nhiều cạm bẫy khiến cho những con cái Chúa rất là dễ sa vào trong nợ nần, khó khăn tài chánh. Chỉ có Ngài và lời của Ngài mới có thể giúp cho chúng con có thể nhìn xa trong rộng, chúng con mới có thể nhìn thấy được những cánh cửa cơ hội thật sự đến từ nơi Chúa để chúng con được phước và được thành công lâu dài. Lạy Chúa, xin Chúa gìn giữ chúng con khỏi tất cả những cạm bẫy của những cái tài chánh hư ảo. Xin Chúa mở mắt lòng của chúng con để chúng con có thể nhìn xa trong rộng và chúng con thấy rõ được đâu là người mà Chúa Ngài muốn chúng con phải làm việc, đâu là công việc mà chúng con cần phải cộng tác. Lạy Chúa, xin giúp đỡ chúng con, bởi vì nếu chúng con rơi vào trong chỗ nợ nần thì danh Chúa sẽ bị ô nhơ và đời sống của chúng con đây sẽ không thể được phước, thậm chí chúng con cũng không thể nào có thể bước đi theo Chúa một cách dễ dàng và kết quả được. Lạy Chúa, xin hãy giúp đỡ chúng con để những con cái Chúa bắt đầu từ hôm nay chúng con sẽ áp dụng những nguyên tắc này vào trong đời sống của chúng con. Chúng con dù là chúng con sẽ bên tả hay bên hữu, chúng con đi đâu chúng con cũng đều sẽ được phước, bởi vì chúng con có lời của Chúa giúp đỡ chúng con, Chúa ơi. Và Ngài sẽ là đấng cố vấn khôn ngoan nhất cho tài chánh của chúng con, đấng cố vấn khôn ngoan nhất ở cho công việc của chúng con nữa, Chúa ơi. Và không có bất cứ một quyền lực của ma quỷ nào có thể xâm hãm hoặc là cướp đi tài chánh của chúng con khi chúng con có sự hướng dẫn khôn ngoan rõ ràng từ nơi Chúa. Xin giúp đỡ chúng con và dẫn chúng con đến nơi mà chúng con cần phải đến, Chúa ơi. Xin hãy cho chúng con mở mắt ra và chúng con nhìn thấy được cái chỗ công ty nào hoặc là cái công việc nào mà chúng con cần phải đến để chúng con qua đó sẽ được phước và được thịnh vượng. Xin giúp cho chúng con có sự siêng năng, có sự hăng hái, nhiệt thành để chúng con làm công việc đó như làm cho Chúa chứ không phải làm cho con người. Rồi chúng con cũng sẽ có sự phục vụ tốt nhất, chúng con sẽ có những ý tưởng khôn ngoan từ nơi Chúa ban cho để chúng con có thể cải thiện được công việc của mình
và tài chánh của chúng con cũng sẽ được phước trong danh Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa, nguyện Chúa ngày ban phước cho những Joseph của Chúa đang đứng ở tại đây, hoặc là những anh chị em chúng con đang nghe lời của Chúa ở trên internet. Xin Chúa ban phước cho họ để họ thực sự thấy mình là người được phước ở trong danh Chúa Giêsu Christ. Họ không phải là những nạn nhân của số phận, họ không phải là những người nghèo hèn thiếu thốn nữa, nhưng mà trong danh Chúa Giêsu Christ họ sẽ là những người được phước, được Chúa đặt ở đằng đầu chứ không phải ở đằng đuôi, và họ sẽ trở thành nguồn phước cho những người khác vay mà không vay mượn ai cả. Cảm ơn Chúa, xin Chúa bày gãy tất cả những sự rủa xả, những ách sắc, những sự nô lệ về tài chánh ở trên mỗi đời sống của chúng con, để chúng con được sống tự do, phục vụ Chúa và không phải làm tôi cho ma môn. Còn cảm ơn Chúa, nguyện Chúa gìn giữ mỗi đời sống của chúng con ở trong sự công chính, trời trong sạch, thánh khiết của Ngài, để chúng con khi có sự ngay thẳng, liêm chính ở trong tiền bạc, thì đời sống của chúng con sẽ được phước ở trong tài chánh của chúng con. Chúng con sẽ được Chúa Ngài hài lòng và Ngài sẽ đổ đầy những phước hạnh của Ngài vào trong đời sống của chúng con. Cảm ơn Chúa, xin mở rộng lòng của chúng con ra với Ngài, để khi lòng của chúng con được mở rộng với Chúa thì Ngài cũng sẽ mở rộng cánh cửa thiên đàng của Chúa để đổ phước xuống chúng con, Chúa ơi. Bởi vì chỉ có người yêu mến Ngài, chỉ có người kính sợ Chúa thì mới có thể xứng đáng trở thành một người được phước và được giàu có thịnh vượng trong vương quốc của Đức Chúa Trời mà thôi. Xin Chúa Ngài giúp đỡ chúng con để tiền bạc không giết chết chúng con, nhưng mà tiền bạc nó sẽ trở thành một người đầy tớ, một công cụ để chúng con có thể phục vụ Chúa hiệu quả hơn. Cảm ơn Chúa, xin Chúa gìn giữ chúng con khỏi tất cả mọi sự tham lam, những sự bất nghĩa hoặc là những sự lươn lèo ở trong tài chánh, hầu cho chúng con được sống đẹp lòng Chúa, ngay thẳng ở trước mặt Chúa và được phước ở trong mọi sự. Còn cảm ơn Chúa và chúng con cùng nhau thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.